Vâng, xin chào bác đến với kênh Như Thế Đạp. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một hãng xe của Gian Model hiệu FCR 3500 phanh dầu thủy lực. Vâng, bây giờ em xin đánh giá chi tiết về chiếc xe. Vâng, xe có tông màu cam đen các bác nhé. Nhìn như một chú ong thợ. Đấy, tông màu đen biểu tượng có sức mạnh. Màu cam này là sự nổi trội của xe này, rất là nổi bật. Các bác nhìn tổng thể chiếc xe đấy, mấy em rất yêu thích màu xe này nhé. Đây các bác thấy này, xe này rất là bóng, đen bóng nhá. Em đi chi tiết từng khung xe cho bác xem rõ hơn. Khung là bằng nhôm này, hợp kim nhôm alúc. Hãng nhôm siêu nhẹ này thì em đã giới thiệu ở những phần trước rồi, chuyên về của hãng sản xuất Gian. Nhìn thấy rõ, xe rất là bóng nhá. Đây, nếu mà gần vào thì nó là màu cam các bác nhé. Giá ánh sáng thì nó hơi vàng vàng, nhưng mà cái chữ Gian này là biểu nó nổi, rất là nổi này, trên khung nền đen này. Xe mới về đông mà là cũng nguyên cả cái giá bình nước của nó luôn này. Xe rất là mới. Như em cảm nhận thì chiếc xe này có độ mới ở trên 95%. Để tìm được một vết xước là rất khó nhé. Các bác nhìn rõ này, em zoom cận vào đây. Xe bên kia về là vẫn còn bụi, để em lau qua cái hết này. Cái bụi li ti này là bị bụi nhé. Đấy, đen tuyền, đen bóng luôn này. Vâng, cục yên của xe cũng là của hãng Gian luôn bác nhé, chính hãng Gian. Cũng là cái của Gian này. Mấy in xe nó quá, rất là mới, cũng của Gian luôn đấy. Rất là sáng bóng và mới. Xe sử dụng nó màu của nguyên chi, nguyên bản đó xem. Đây là cái chỗ mà để chống xước xích xe đập vào phần bên dưới của khung xe nhé, chứ không phải là bị làm sao đâu. Đây, để bóc cho các bác nhìn rõ. Đây các bác nhìn rõ này, xe vẫn còn mới nguyên này. Đây là bụi các bác nhìn này. Nhưng mà em vẫn để nguyên cái này để dính vào nhá. Đấy, theo xe luôn. Bên trong nó không bị xước sát gì cả. Đây nước sơn của xe đây. Em rất là hiếm về một những xe mà gần như là mới tuyệt đối này nhá. Khung nhôm, càm nhôm. May ư của Gian này, com lê theo xe luôn, là chính hãng Gian nhá. Đây bác nhìn càng xe rất là mới luôn này. Bóng chưa? Mayer trước và sau là đều của Gian. Đây Mayer sau cũng của Gian này, chính hãng Gian luôn.
vành hai lớp của da. Lốp vẫn còn mới. Lốp 700x28C. Kích thước lốp 700x28C. Đây, vành của da luôn. Cũng tông màu vàng, điểm nhấn đen. Lốp can da. Xe dễ sử dụng đâu mà lốp vẫn còn nguyên gai lốp này. Cũng rất là mới luôn. Đây là bên phía bên trên của xe nhé, tay lắm này. Tay lắm cao su nhé, tạo cảm giác êm, cầm và chắc tay. Xe được trang bị với cấu hình Acera, Shimano Acera. Vâng, các bạn biết là Acera này là một trong những group xe đứng trên dòng Thule và Antut. Chuông của xe. Tay cầm cũng ở giãn ra luôn nhé. Cổ cũng ở giãn luôn này. Đây phía bên phải xe này. Xe này được trang bị với phanh dầu Techo nhé. Xe được nâng cấp phải trên đầu tích chôn. Những dòng xe gian mà FCR là bình thường là dùng phanh thường thôi, nhưng xe này được trang bị phanh dầu thủy lực. Đây là phía càng bên của xe đây, cụm phanh dầu đây. Đây em nhìn cho các nhìn rõ cái mã vạch thông số của càng xe, có cái tem mã vạch đây. Xe rất là mới đâu mà là cái tem của nó gần như là còn nguyên, chưa có vết bẩn bụi vết xước sát gì. Thì các biết đánh giá là độ mới của xe như nào ấy. Đây các nhìn rõ này. Em quay gần cho các nhìn. Xe này thứ mỗi cái hộp đóng vào là coi như là xe mới hoàn toàn. Size S mất nhá. Khung size S hợp cho bác cao từ 1m6 đến 1m7. Gạt đĩa Acera, Shimano Acera. Bùi Shimano. Củ đề sau cũng là Acera, Shimano Acera. Nguyên một bộ gờ rút theo xe Acera. Xe được trang bị với 9 tầng lip, 3 đĩa cho bộ chuyển động của xe 27 tốc độ. Đây phía bên này là phanh của xe, phanh dầu của xe đây, phanh dầu thủy lực. Bộ phanh này đi rất an toàn các bác nhé, tuyệt đối an toàn trên khi đi xe luôn. Vâng, xin quay chuyển động của hoạt động của xe. Túi vít này. Rất trơn tru và mượt. Vâng, em vừa nhận tổng thể xong chiếc xe hiệu Gian FCR 3005 với bộ phanh dầu thủy lực đời mới. Xe rất là mới luôn. Giá chỉ có 7.9 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Cho các bác nào quan tâm theo dõi thì liên hệ qua Zalo bên em 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, ấn theo dõi và đăng ký kênh. Bên em cập nhật xe thường xuyên. Vâng. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ.
Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Và hẹn các bác vào chương trình ngày mai.